Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin hàng hóa thị trường. Bản tin này được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị không xử phạt xe có hộp đen không hoạt động đến cuối tháng 11 do cước 3G tăng đột ngột. Venezuela tăng cường nhập khẩu khẩn cấp do nguồn cung thị trường ngày càng cạn kiệt. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, Bộ Tài chính dự kiến tăng trên 460 dòng thuế nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nguyên liệu có sẵn trong nước. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến hành rà soát trên 3.400 dòng thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đang có dự kiến giữ nguyên mức thuế suất cho gần 3.000 dòng thuế nhập khẩu và điều chỉnh tăng cho trên 460 dòng thuế trong thời gian tới đây. Theo dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ có 462 dòng thuế nhập khẩu được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc không ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thuộc danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu và phù hợp với cam kết của WTO 2014. Một số mặt hàng sẽ được điều chỉnh tăng thuế suất nhập khẩu có thể kể đến như cá thu, tôm hùm đá và các loại tôm biển khác, cua, ghẹ vỏ mềm, tôm thẻ chân trắng, mỡ và dầu động vật khác. Đặc biệt, các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất trong nước đã có sản xuất, Bộ Tài chính đề xuất tăng từ 2% đến 3%. Các mặt hàng khoáng sản thuộc diện chịu thuế xuất khẩu nhưng vẫn có kim ngạch nhập khẩu thì điều chỉnh tăng từ 0% lên 3% để khuyến khích sử dụng tài nguyên khoáng sản trong nước, hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô giá rẻ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng ngày 29 tháng 10, tình hình kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tính chung 10 tháng đang giảm so với cùng kỳ, trong khi chỉ số phát triển công nghiệp có cải thiện khi tiếp tục tăng nhẹ. Theo báo cáo của Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 trên địa bàn thành phố giảm 16,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21,4%. Nếu tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh giảm 6,8% so với cùng kỳ, trong khi cùng thời điểm năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,5%. Ngược lại, tình hình nhập khẩu 10 tháng đầu năm tại Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ tăng khá mạnh khi tăng 15,5% so với cùng kỳ. Liên quan đến chỉ số phát triển công nghiệp, tính chung 10 tháng, chỉ số này tăng 5,9%, tốc độ tăng này nhỉnh hơn so với tốc độ tăng cùng kỳ năm trước. Tính đến thời điểm đầu tháng 10, chỉ số tồn kho một số ngành có mức tăng khá cao như nhóm đồ uống, thực phẩm chế biến, kim loại và hóa chất. Tăng cao nhất là đồ uống tăng gần 87%, nguyên nhân được cho là do chuẩn bị nhu cầu tiêu dùng dịp lễ Tết cuối năm. Kính thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ yêu cầu Bộ Công an tạm thời không xử phạt đối với những xe có hộp đen không hoạt động đến cuối tháng 11 do cước 3G tăng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo phản ánh của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, hàng vạn hộp đen của xe ô tô đã ngừng hoạt động thời gian qua do chi phí dịch vụ 3G tăng đột ngột. Tình trạng này kéo theo hàng loạt đơn vị có nguy cơ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải ô tô và các lái xe sẽ chịu mức phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 30 ngày theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, kiến nghị tạm thời không xử phạt xe có hộp đen không hoạt động đến hết ngày 30 tháng 11 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp này. Vụ vận tải tính toán, lần điều chỉnh giá cước 3G hôm 16 tháng 10 đã làm tăng chi phí thuê bao 3G gắn trong hộp đen từ 800% đến 1.000%. Theo đó, chi phí thuê bao 3G cho mỗi xe tăng thêm khoảng 100.000 đến 150.000 đồng một tháng. Kính thưa quý vị, hiện Việt Nam cung cấp nguồn năng lượng cho nhu cầu trong nước, thậm chí là xuất khẩu ra thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, sau năm 2015, Việt Nam nhiều khả năng sẽ chuyển từ quốc gia xuất khẩu năng lượng sang phải nhập khẩu. Ông Nguyễn Văn Long, vụ phó vụ khoa học công nghệ và tiết kiệm năng lượng cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trở lại từ 6 đến 7% từ sau năm 2015. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là điện và dầu khí cũng sẽ tăng cao. Theo đánh giá của ông Cù Huy Quang, chuyên gia tiết kiệm năng lượng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương, nhiều khả năng sau năm 2015, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu năng lượng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Nhu cầu năng lượng của chúng ta hiện nay thì tăng khoảng trên dưới 10% một năm. Trước cái nhu cầu như vậy thì cái khả năng đáp ứng của chúng ta cũng còn nhiều hạn chế. Do vậy mà theo đánh giá của các nhà chuyên gia, có thể sau năm 2015 chúng ta sẽ là một nước nhập khẩu năng lượng. Khi đưa ra dự báo này, khá nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên dồi dào, bao gồm than, dầu, khí đốt, thủy điện và nguồn năng lượng tái tạo. Việc nhập khẩu là bài toán quá xa vời. Thế nhưng, theo Tổng cục Năng lượng, nếu sử dụng không hiệu quả và lãng phí, việc phải nhập khẩu năng lượng trong tương lai là điều không tránh khỏi. Kính thưa quý vị, theo khảo sát mới đây của Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, Bộ Công Thương, cho thấy mới chỉ 30% người Việt hài lòng khi mua hàng hóa qua mạng. Con số này cũng đã vừa được công bố vào hôm 29 tháng 10 vừa qua. Khảo sát nhanh của Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Công Thương thực hiện trên 800 người mua hàng trực tuyến tại Việt Nam cho thấy mới chỉ có 30% người cảm thấy hài lòng khi mua hàng trực tuyến tại Việt Nam.
Cũng theo khảo sát này, quần áo, giày dép và mỹ phẩm là những mặt hàng chủ yếu được khách hàng mua qua mạng, chiếm đến hơn 60%. Đứng thứ hai là các sản phẩm công nghệ chiếm 35% và kế đến là đồ gia dụng và vé máy bay. Thực phẩm sách, văn phòng phẩm, vé xem phim, vé tour du lịch và game cũng là những mặt hàng cũng thường xuyên được mua qua mạng, nhưng tỷ trọng thì ít hơn. Một con số đáng lưu ý khác từ khảo sát này cho thấy, những trở ngại khi mua sắm trực tuyến đó là có đến 77% người khảo sát cho rằng hàng hóa kém chất lượng hơn so với quảng cáo. Bên cạnh dịch vụ vận chuyển giao nhận còn yếu, thì giá cả mua hàng qua mạng cũng được cho là không thấp hơn so với mua trực tiếp. Theo Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, hiện có khoảng 57% người sử dụng Internet tại Việt Nam có tham gia mua sắm trực tuyến, tức khoảng 18 triệu người. Theo ước tính của hãng Visa, giá trị mua hàng online của mỗi người trung bình là $150 một năm, thì quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng $2.77 tỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, chính phủ Malaysia đã công bố tăng thuế tiêu thụ và thuế bất động sản lên mức cao đáng ngạc nhiên, đồng thời xóa bỏ trợ cấp đường. Động thái này nhằm xoa dịu những lo lắng về nợ công tăng nhanh của đất nước này. Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố sẽ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ vào năm 2015 lên mức 6%, trong khi thị trường chỉ dự đoán là 4 hoặc 5%. Đồng ringgit trở nên mạnh hơn so với đô la Mỹ khi nhà đầu tư tỏ ra hài lòng về chính sách thuế. Việc tăng thuế sẽ giúp nâng nguồn thu quốc gia. Tại Malaysia, chỉ có khoảng 10% công dân đóng thuế thu nhập và phần lớn nguồn thu của chính phủ nhờ vào dầu mỏ và khí đốt. Thủ tướng Najib Razak chịu nhiều áp lực sau khi hãng xếp hạng Fitch giảm triển vọng về nợ công của Malaysia xuống mức tiêu cực. Phát biểu trên Reuters, ông Razak cho biết những chính sách mới sẽ giúp Malaysia lấy lại thứ hạng tín nhiệm của mình. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ chứng tỏ cho thị trường toàn cầu, trong đó có các hãng xếp hạng, thấy rằng chúng tôi thực sự nghiêm túc để thực hiện các mục tiêu của mình. Thị trường Malaysia trở nên bất ổn mùa hè qua khi thặng dư tài khoản vãng lai bị thu hẹp do những thông tin về việc Mỹ thu hẹp hỗ trợ tiền tệ. Để giảm những ảnh hưởng của việc tăng thuế tiêu thụ hàng hóa dịch vụ, Thủ tướng Najib đã công bố kế hoạch miễn thuế cho những hàng hóa và thực phẩm cơ bản đối với những người nghèo. Ông cũng tuyên bố cắt giảm 1% thuế doanh nghiệp trong năm 2016. Hãng xếp hạng Standard & Poor's đã gọi những chính sách của Malaysia là những bước đi đúng hướng, mặc dù thêm rằng đề xuất ngân sách không nêu rõ điểm yếu của các khoản trợ cấp và cơ cấu doanh thu nghèo nàn. Sau khi quyền lực được bảo toàn sau cuộc bầu cử, Thủ tướng Najib dường như đã rộng tay hơn để giải quyết những vấn đề thâm hụt tài khoá. Venezuela đang trong tâm bão của cuộc khủng hoảng hàng hóa khi nguồn cung cho thị trường cứ cạn kiệt dần, buộc chính phủ phải đề ra chính sách tăng cường nhập khẩu khẩn cấp. Tuy nhiên, thị trường Venezuela khó có thể ổn định nếu cứ lệ thuộc vào nguồn hàng bên ngoài như từ trước cho đến nay. Venezuela cho biết sẽ tăng cường nhập khẩu lương thực, thực phẩm và đồ tiêu dùng thiết yếu nhằm mục đích hạ nhiệt tình trạng lạm phát cũng như khan hiếm nguồn cung đang khiến nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Ví dụ như cách đây không lâu, người dân Venezuela từng ồ ạt kéo vào siêu thị để tranh nhau mua từng cuộn giấy vệ sinh trước khi hết hàng. Theo các nhà phân tích kinh tế, Venezuela đang ở giữa tâm bão khủng hoảng hàng hóa và cần một biện pháp khẩn cấp để cân bằng lại. Cần phải có biện pháp khẩn cấp để tăng nguồn cung cho thị trường. Trước mắt cần phải như vậy, sau đó mới tiến hành tiếp một kế hoạch giải quyết khủng hoảng từ từ và triệt để. Chính phủ có lẽ cũng phải nhận ra Venezuela đang ở tâm bão khủng hoảng hàng hóa. Hệ thống kiểm soát giá cả trên thị trường Venezuela rất lỏng lẻo, giá cả nhu yếu phẩm và thực phẩm như gạo, bột, đường thường xuyên bị phá giá, nên người dân thường xuyên tranh thủ mua với số lượng lớn để tích trữ xài dần, từ đây dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng trên thị trường. Ở cửa hàng không có đường, không có sữa, muốn mua gì cũng phải xếp hàng chờ đợi. Không thể tin được, lần đầu tiên trong 40 năm qua chuyện này mới xảy ra. Chúng tôi phải chấp nhận chuyện này, chứ chẳng biết làm sao. Trong nước không sản xuất thì phải chờ hàng nhập thôi. Tăng cường nhập khẩu chỉ là biện pháp tức thời để Venezuela giải tỏa cơn khát hàng trên thị trường. Nhưng nếu tiếp tục lệ thuộc vào nguồn hàng từ bên ngoài thay vì tự sản xuất, không có gì đảm bảo đất nước này không rơi vào cảnh đến cuộn giấy vệ sinh cũng thiếu. Kính thưa quý vị, sau ít phút giải lao thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin sau đây. Các hãng dầu khí Trung Quốc đang tích cực mua cổ phần của các hãng năng lượng ngoại. Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn.